Huyện Vĩnh Thạnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội người mù huyện nhiệm kỳ 4 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội người mù huyện và Hội cơ sở lập hồ sơ hưởng bảo trợ xã hội cho 143 hội viên, hỗ trợ 144 lượt hội viên vay vốn với số tiền trên 3 tỷ 600 triệu đồng để mua bán chăn nuôi, vận động 275 triệu đồng xây dựng 9 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo. Ngoài ra, Hội người mù huyện và các xã thị trấn còn tổ chức trao trên 4.700 phần quà cho hội viên và con em hội viên với số tiền từ nguồn vận động trên 1 tỷ 500 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ tới, Hội đề ra mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng sinh hoạt vì sự tiến bộ về mọi mặt của hội viên. Ông Trần Kim Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hội người mù huyện Vĩnh Thạnh, nhiệm kỳ 2023-2028.